Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay, học văn chị Hiên sẽ giới thiệu cho các em về thanh và dấu trong tiếng Việt. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về thanh và dấu. Phần thứ hai là bài tập thực hành. Chúng ta cùng nhau bắt đầu với phần đầu tiên. Giới thiệu về thanh và dấu nhé. Trước hết, chị muốn giới thiệu cho các em về thanh ngang. Những tiếng có thanh ngang là những tiếng không có dấu. Ví dụ như ca, ra, ba. Trên màn hình của các em bây giờ chính là hình ảnh của dấu huyền. Các em cùng đọc lại theo chị nhé. Dấu huyền. Dấu huyền. Dấu huyền. Các em đã ghi nhớ hình ảnh của dấu huyền chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần ví dụ của dấu huyền nhé. Bà. Bò. Cà. Chị em mình cùng nhau chuyển qua dấu sắc nhé. Dấu sắc. Dấu sắc. Dấu sắc. Đối với dấu sắc, chị có 3 ví dụ. Bố. Cá. Lá. Tiếp theo chính là dấu hỏi. Các em cùng đọc theo chị nào. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Ví dụ như cỏ, cổ, đủ. Các em hãy nhìn lên màn hình, ghi nhớ hình ảnh của dấu ngã và cùng đọc theo chị nào. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu ngã. Đối với dấu ngã, chị có ví dụ đỗ, gỗ, cũ. Còn đây chính là dấu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, mang tên dấu nặng. Các em cùng đọc theo chị nào. Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu nặng. Đối với dấu nặng, chúng ta có ví dụ bộ, cọ, cụ. Các em đã đọc đúng rồi đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 2, bài tập thực hành nhé. Các em hãy nhìn lên màn hình và đọc theo chị, theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Ba. Bà. Bá. Bả. Bã. Bạ. Bè. Bè. Bé. Bẻ. Bẽ. Bẹ. Cô. Cổ. Cố. Cổ. Cỗ. Cộ. Co. Cò. Có. Cỏ. Cỏ. Cọ. Ga. Gà. Gá.
Gã. Gã. Gạ. Hè. Hè. Hé. Hè. Hẽ. Hẹ. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy xem lại bài học thật nhiều lần để có thể thuộc được các thanh và dấu trong tiếng Việt nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em.